Trong thế giới tự nhiên rộng lớn, chúng ta thường chứng kiến những cuộc đi săn đầy kịch tính, nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảnh khắc. Nhưng bên cạnh những cuộc chiến sinh tồn khốc liệt ấy, còn tồn tại những mối quan hệ hợp tác vô cùng đặc biệt và kỳ lạ, những liên minh mà thoạt nghe có vẻ khó tin. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng, liệu có loài vật nào biết chăn nuôi một loài vật khác không? Thật ngạc nhiên, kiến chính là một ví dụ điển hình. Chúng thực sự chăn nuôi rẹp vụng, giống như cách con người chúng ta nuôi gia súc vậy. Một hình thức cộng sinh độc đáo, một mối quan hệ tương hỗ phức tạp. Kiến, với bản tính cần cù và tổ chức cao, là những công nhân chăm chỉ bậc nhất trong thế giới côn trùng. Còn rẹp vụng, những sinh vật nhỏ bé và yếu ớt, lại là loài sống nhỏ vào việc hút nhựa cây để tồn tại. Sau khi hút nhựa cây, rẹp vụng sẽ tiết ra một loại dịch ngọt ngào, dầu đường, một chất lỏng sánh mịn mà chúng ta gọi là mật ngọt. Và đây chính là món khoái khẩu, là nguồn dinh dưỡng yêu thích của loài kiến. Để đáp lại nguồn cung cấp mật ngọt dồi dào này, kiến ra sức bảo vệ rẹp vụng khỏi những kẻ thù nguy hiểm, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đàn gia súc của mình. Không chỉ vậy, kiến còn chăm sóc chúng một cách tận tình, đảm bảo rằng rẹp vụng luôn khỏe mạnh và an toàn. Thậm chí, kiến còn xây dựng những chuồng trại kiên cố bằng đất hoặc lá cây, tạo thành những công trình kiến trúc nhỏ bé nhưng vô cùng ấn tượng. Mục đích của việc này là để che chở cho rẹp vụng khỏi những tác động khắc nghiệt của thời tiết, như mưa lớn hay gió mạnh. Mối quan hệ cộng sinh đặc biệt này là một ví dụ điển hình, minh chứng cho sự phức tạp và đa dạng của các mối liên kết trong tự nhiên. Đây là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, nhưng ẩn sâu bên trong đó là cả một chiến lược sinh tồn đầy toàn tính. Câu chuyện thú vị về kiến và rẹp vụng không chỉ mở ra một góc nhìn mới mẻ về sự hợp tác trong thế giới tự nhiên, mà còn cho chúng ta thấy những chiến lược sinh tồn đầy sáng tạo và hiệu quả của các loài vật. Hãy cùng nhau khám phá sâu hơn nữa về cuộc sống của cặp đôi kỳ lạ này và những bí mật ẩn chứa đằng sau mối quan hệ cộng sinh độc đáo này nhé. Kiến không chỉ đơn thuần thu lượm hoạt dịch ngọt từ rẹp, như chúng ta hái lượm mật ong từ nhụy hoa. Hành vi của chúng còn phức tạp và tinh vi hơn thế rất nhiều, mà còn chủ động quản lý rẹp vụng như những người nông dân thực thụ chăm sóc một trang trại thực vật vậy. Chúng không chỉ đơn thuần là khai thác, mà còn là bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên này. Chúng bảo vệ đàn rẹp vụng một cách kiên cường khỏi những kẻ thù tự nhiên như bồ rùa, ấu trùng ăn thịt và các loài côn trùng săn mồi khác, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ gia súc của mình. Không chỉ vậy, chúng còn dọn dẹp lượng dịch ngọt thừa do rẹp thải ra để ngăn chặn sự phát triển của nấm mộc và các bệnh tật khác, giữ cho môi trường sống của rẹp luôn sạch sẽ và an toàn. Và khi nguồn thức ăn trên một cành cây trở nên khan hiếm, chúng thậm chí còn di chuyển rẹp sang những cành cây mới, tươi tốt hơn, đảm bảo nguồn cung cấp dịch ngọt luôn dồi dào và ổn định. Thậm chí, một số loài kiến còn cẩn thận mang cả trứng rẹp về tổ để trú đông, bảo vệ chúng khỏi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Rồi, đến khi mùa xuân ấm áp trở lại, chúng lại cần mẫn đưa những con rẹp non trở lại cây, bắt đầu một chu kỳ mới của sự cộng sinh. Có thể thấy, kiến đã đầu tư rất nhiều công sức và thời gian để đảm bảo cho đàn rẹp của mình luôn phát triển khỏe mạnh và sinh sôi nảy nở. Một sự đầu tư có tính toán và vô cùng thông minh. Bởi lẽ, sức khỏe và sự thịnh vượng của đàn rẹp chính là nguồn sống, là sự đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của cả tổ kiến. Đổi lại những nỗ lực chăm sóc và bảo vệ đó, rẹp vẫn được an toàn khỏi những mối đe dọa thường trực từ bọ rùa, ống ký sinh và vô số những mối nguy hiểm khác rình rập trong thế giới tự nhiên đầy khắc nghiệt. Dưới sự che chở và bảo vệ nghiêm ngặt của những người bảo vệ cần mẫn, rẹp vững có thể tập trung toàn bộ năng lượng vào việc sinh sản và phát triển một cách mạnh mẽ, không ngừng gia tăng số lượng. Từ đó tạo ra một nguồn dịch ngọt vô cùng dồi dào, đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn ổn định cho cả đàn kiến. Đây thực sự là một hình thức nông nghiệp nguyên thủy, một minh chứng cho sự thông minh và khả năng thích nghi đáng kinh ngạc của loài kiến. Trong mối quan hệ này, kiến đóng vai trò kép, vừa là những người nông dân cần cù, vừa là những vệ sĩ trung thành. Sự gắn bó chặt chẽ và tương hỗ này giúp cho cả hai loài, kiến và rẹp vụng, có thể tồn tại và phát triển một cách vượt trội so với việc phải đơn độc đối mặt với những khó khăn và thách thức của tự nhiên. Đó là một bản giao hưởng cộng sinh hoàn hảo, một ví dụ điển hình cho sự hợp tác và tương trợ lẫn nhau trong thế giới côn trùng đầy màu sắc. Nhưng liệu sự cộng sinh này có thực sự mang lại sự cân bằng cho hệ sinh thái, hay nó chỉ là một sự đánh đổi, một sự phụ thuộc lẫn nhau đầy rủi ro? Câu hỏi này vẫn còn bổ ngô. Đối với kiến, dịch ngọt từ rẹp vụng là nguồn năng lượng quý giá, giúp chúng hoạt động không ngừng nghỉ,
Nhờ có trang trại rep vùng, đàn kiến tiết kiệm được thời gian, sức lực và có lợi thế cạnh tranh với các đàn kiến khác. Rep vùng, ngược lại, nhận được sự bảo vệ tuyệt đối, điều mà chúng không thể tự làm được. Nếu không có kiến, rep vùng dễ dàng trở thành mối ngon cho bổ rùa, ống ký sinh và nhiều kẻ thù khác. Kiến còn giúp rep vững chống lại nam mọc, di chuyển đến nơi có thức ăn tốt hơn và bảo vệ chung qua mùa đông. Nhờ sự chăm sóc này, rep vùng chỉ cần tập trung ăn và sinh sản. Đổi lại một chút dịch ngọt, chúng nhận được cả một đội quân vệ sĩ trung thành. Đây là một cuộc trao đổi quá hồi cho cả hai bên, nhưng sự hợp tác này cũng tạo ra những hệ lụy không ngờ. Khi kẻ thù như bộ rùa xuất hiện, kiến lập tức phát tín hiệu báo động, huy động cả đội quân bảo vệ rep vùng. Chúng tấn công không khoan nhượng, dùng hàm khoe và thậm chí phun axit để xua đuổi kẻ xâm nhập. Sự bảo vệ này không chỉ là phản ứng tức thời, mà là một hệ thống phòng thủ có tổ chức. Kiến tuần tra liên tục, phát hiện và xử lý mọi mối đe dọa. Kiến còn loại bỏ trùng của thiên địch khỏi khu vực rep vùng, ngăn nguy hiểm từ trong trứng nước. Nhờ đội vệ sĩ tí hồn này, rep vùng sống an toàn như trong một pháo đài. Đổi lại, chúng chỉ cần tiếp tục sản xuất dịch ngọt cho kiến. Nhưng sự bảo vệ tuyệt đối này cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cây trồng. Hãy xem điều gì xảy ra khi liên minh này mất kiểm soát. Sự hợp tác giữa kiến và rep vùng không phải lúc nào cũng tốt đẹp, nhất là với cây trồng. Mối quan hệ này, thoạt nhìn có vẻ vô hại, lại ẩn chứa những hệ lụy khôn lường cho nền nông nghiệp và sự sinh trưởng của cây cối. Được kiến bảo vệ, rep vùng nghiệm nhiên có được một đội quân hùng mạnh che chở. Điều này tạo điều kiện cho rep vùng sinh sôi bùng nổ, không gặp bất kỳ trở ngại nào từ các loài thiên địch. Chúng nhanh chóng lan rộng, bao phủ cả cây trồng. Với số lượng áp đảo, chúng hút càn nhựa cây, nguồn sống thiết yếu của thực vật. Hậu quả là cây còi cọc, chậm phát triển, không thể đạt được kích thước và năng suất tối ưu. Lá cây chuyển sang màu vàng úa, và trong trường hợp nghiêm trọng, cây thậm chí có thể chết hoàn toàn. Rep vùng không chỉ gây hại trực tiếp bằng cách hút nhựa cây, mà còn truyền virus gây bệnh từ cây này sang cây khác, làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng. Kiến vô tình biến thành đồng phạm phát tán dịch bệnh khi chúng tha rep vùng đến những cây khỏe mạnh khác, mở rộng phạm vi gây hại. Người nông dân phải đối mặt với cả rep vùng, loài gây hại trực tiếp, lần đội quân kiến bảo vệ, khiến công tác phòng trừ sâu bệnh trở nên vô cùng nan giải. Việc kiểm soát sâu bệnh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đòi hỏi những biện pháp can thiệp phức tạp và tốn kém. Khi số lượng rep quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của cây, dịch ngọt dư thừa do rep thải ra tạo điều kiện cho nấm muối đến phát triển mạnh mẽ, phủ kín lá cây, ngăn chặn ánh sáng mặt trời và cản trở quá trình quang hợp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh trưởng của cây. Kết quả là cây yếu dần, sức đề kháng suy giảm, năng suất giảm sút đáng kể, gây thiệt hại kinh tế tăng cao cho người nông dân. Những loại cây ăn quả như cấm, quýt, xoài, nhãn, rau màu các loại đều có thể trở thành nạn nhân của liên minh phá hoại này, gây ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực và thu nhập của người dân. Mối quan hệ cộng sinh ngọt ngào ban đầu đã biến thành một liên minh phá hoại đối với nông nghiệp, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và môi trường. Vậy tác động tiêu cực của kiến và rep vùng còn lan xa đến đâu? Câu hỏi này đặt ra những thách thức lớn cho ngành nông nghiệp trong việc tìm kiếm các giải pháp kiểm soát hiệu quả và bền vững. Mối quan hệ kiến rep vùng tạo ra những gọn sóng lan tỏa khắp hệ sinh thái. Khi kiến bảo vệ rep vùng, các loài thiên địch như bộ rùa, ống ký sinh mật nguồn thức ăn, làm mất cân bằng sinh thái. Ngược lại, dịch ngọt dư thừa thu hút nhiều loài côn trùng khác, tăng đa dạng sinh học tại chỗ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh và xung đột cũng xuất hiện, tạo nên những tương tác phức tạp giữa các loài. Kiến đôi khi còn xua đuổi cả côn trùng thụ phấn như ống, bướm, làm giảm hiệu quả thụ phấn của cây. Một hành động nhỏ của kiến có thể gây ra những hậu quả sâu rộng trong mạng lưới sinh thái. Liên minh kiến, rep, là kỹ sư hệ sinh thái tí hồn, thay đổi dòng chảy năng lượng và cấu trúc quần thể. Không có gì trong tự nhiên là hoàn toàn tốt hay xấu. Mọi thứ đều là một phần của bức tranh lớn hơn. Vậy kiến và rep vùng là bạn hay thù? Câu trả lời phụ thuộc vào góc nhìn. Với kiến và rep vùng, họ là đồng minh hoàn hảo, cùng nhau tồn tại và phát triển. Với cây trồng, đây là kẻ thù nguy hiểm, hút càn nhựa sống và lan truyền bệnh tật. Với bộ rùa hay người nông dân, đó là một liên minh phá hoại. Thế giới tự nhiên không có ranh giới rõ ràng giữa bạn và thù, chỉ có những chiến lược sinh tồn và sự kết nối phức tạp. Mối quan hệ này là minh chứng cho sự đa chiều và bất ngờ của tự nhiên. Thay vì phán xét, hãy nhìn nhận chúng như một hiện tượng hấp dẫn, nơi mọi loài đều có vai trò riêng trong bức tranh sinh thái. Câu chuyện của kiến và rep vùng nhắc nhở chúng ta để hiểu tự nhiên,
cần một cái nhìn đa chiều và không ngừng khám phá.